Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình gặp phá game đầu tiên nha. Slenderina 2D. Let's go. Bật lên. Let's go, vào phòng này nào. Oh my gosh, oh, được một chiếc chìa khóa. Oh my gosh. Số 4, ok. Tiếp tục nào. Mình lại phải đi ra ngoài đây thôi. Đi thẳng vào trong. Xem đây có gì không. Oh my gosh. Wow, rơi xuống một đường hầm. Có một chiếc búa. Ok. Oh my gosh. Có phải lắp xuống đây không? Không phải rồi. Nó là ở một căn phòng ngoài kia. Oh my gosh. Oh my gosh, chết luôn. Wow, so ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai, Roblox.
Ok, let's go. Mình vào ngay chỗ ngõ cụt cho nên không chạy được. Sợ thật. Wow, vừa vào game luôn. Cùng với các bạn. Cái này như là chapter 8 à? Ok, hình như chapter 8 rồi. Mình sẽ phải đi tìm những chiếc chìa khóa và phải tránh con Pika. Trong này xem có gì không? Không có gì. Let's go. Gài đang le mình à? Mình sẽ mở cánh cửa đây. Ở đây có một chiếc chìa khóa màu đỏ. Ok. Flank. Mình phải lấy một tấm gỗ. Đây không phải tấm gỗ rồi. Tấm gỗ nó nằm đâu đó quanh đây. Anh ta đã bị bắn. Và sau đó anh ta sẽ bị ngừng trong vòng 1 phút. Anh bị gai. Không biết anh chàng nào nhặt được khẩu súng mà bắn được luôn. Tài thật. Ồ, anh ta đã leo rồi. Anh ta vẫn chưa bắt được ai. Oh man. Thì ok, mình phải giải cứu anh chàng này ra ngoài. Bị bắn rồi, không biết có bị ngừng không. Vẫn chưa có tấm gỗ. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và làm sao để tránh được big guy bắt các bạn. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 3, Scary Teacher 3D. Let's go. Rồi còn lại thì mình sẽ chôn bà ta và ông ta. Mình sẽ đi bắt rơi. Let's go. Bà ta có một hai con rơi. Open up your surprise. That, don't worry my dear. Miss T is here. Rất là khóc luôn. Thank you.
I'm definitely the best chef in the world. Wow, và tao không biết ra ngoài đây làm gì. Rồi mình sẽ lấy cái quần hồng riêng cho vào đây thôi. Rơi ở trong cống sẽ bay ra và lúc đó mình sẽ bắt được rất nhiều rơi. My beautiful hair. Everyone must be so jealous. Rồi mình sẽ đổ người ta đi ra ngoài kia. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tầng thứ tư. Pika, chapter 1. Mình sẽ đợi bà ta lên trên tầng 2. Rồi đứng lên nào. Ok, giờ bà ta chắc chắn sẽ lại lên tiếp. Oh my god, ship bị bắt. Bà ta đi nhanh thật.
Ok, và tao đang ở ngoài kia. Oh my god, rồi ngay ở bà ta. Wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Victor Smith. Đây rồi. Cái này lắp đủ là coi như là ông ta sẽ phải cầm xuống dưới nhảy. Quay đi. What was that? Who's us? I got you. I got you. I heard a noise around here. Where are you, little mouse? Let's go, let's go. Okay.
tấm gỗ. Ok. Cứ vào đây. Đặt vào đây nào. Rồi sau đó thì mình sẽ lấy một món đồ nữa, đó chính là phân của con lợn mà ông ta đang nuôi. Thì cái phân đó sẽ trộn lại với một loại nước kia thì sẽ trở cho cô gái này trở thành lại thành người bình thường. Let's go baby. Sẽ cho ông ta kêu ở xuống này, cho ông ta ra đây. Rồi sau đó thì mình sẽ mở cho cô gái này chạy ra. Ok, cô gái đợi mình chút chút. Rồi, let's go. Vào đây chút để mình sẽ phải cho bác sĩ ra đây. Ok. Phải có bác sĩ vào thì mình mới chữa được cô bé này. Đây có bác sĩ đây rồi. Bring me the girl. Bring me the girl. Let's go. Bring me the girl. Well, the little pig. 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 Oh, tasty apples. I want one. Yes. Yes. Apples. Apples. Yes. That's it. That's it. This. Another bit of that. No, very well. Come here, little pig. Drink this. You help? Drink it. Drink it all. Yes. Yes. What? Am I transforming again? Yes, it works. It works. I am a normal girl again. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh tiếp theo. Hôm nay let's go. Xem đây có cái gì không. Wow, ông ta đang lên đây. Ông ta cầm một con dao à. Wow, let's go. Hey,
ta đi rất là nhanh luôn, không hiểu sao vậy. Rồi, để xuống đây nào. Một chiếc chìa khóa màu cam, nhặt luôn. Trong này có gì không? Vào rất là nhanh mà sao đi nhanh thế nhở. Rồi ok, và mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Big Guy Chapter 1-2. Ok, đi thu thập nào. Mình sẽ đi thu thập xung quanh đây. Let's go baby. Chỉ ok, lại ra ngoài thôi. Được 7 người rồi. Ôi, có một anh chàng đang là 7 người. Mình phải đi thu thập thêm, sau đó tiêu diệt anh ta. 8 người rồi, oh my god. Kêu 15 người, wow. Nhanh thật. Rồi, mình sẽ đi thu thập tiếp. Rồi, vào đây, đi vào đây. Let's go. Thu thập 5 người này trước này. Oh, đây có 13 người. Ok, ngon. Rồi, mình sẽ đi bắt 15 người. Không biết 15 người đó thì đang ở đâu. 21 người rồi. Anh chàng này 21 người. Mình thu thập anh này nó rất là ngon. Nhưng không biết anh ta đang đường nào. Mình sẽ phải tìm đường và đi và bắt anh ta. Let's go. Chắc phải đường trên đây rồi. Ok, let's go. Đây rồi. 82 người. Và Big Guy rất là to. Cái này chắc chắn là vô địch nhất rồi. Không còn ai hơn được đâu. Tiếp tục thu thập vào bên trong. Phi lên đây. Yeah, let's go. Cái này chắc cũng của mình rồi. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Siren here. Horror scary game. Play. Wow, let's go. Okay. Wow. Siren here này không lớn lắm. Oh, ở đây có một cái gì đó. Mình sẽ lao vào. Một tấm bản đồ. Wow. Xem xung quanh có gì không. Ồ, chạy tiếp đường này. Ok. Một cái gì đó ở đây. Một chiếc rìu. Let's go. Tiếp tục này. Chết rồi, nó phát hiện ra mình, chạy nhanh thôi. Ồ, vẫn qua. Mình cứ tưởng là khi nó nhìn thấy mình mà không được thì chết. Rồi mình sẽ phải đi vào này. Ok, let's go, sắp tới nơi rồi. Cứu thành công. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.